tám giờ là tiếng luôn. Đi Vương hiền dị quá hả? Không phải, bảo vệ cái đầu rồi cái chân ngã rồi. Cái mày bán ly, bán con ly, bán con cái tiếng con ly. Ủa giờ sớm chầm chị chở chị lò mà vậy hả? Nhạc trắng tự nhiên thôi mà đánh ra cha mẹ không bánh xe. Đây hồ vòng trang. Ờ, mới ra thử à? Bố ra đi ăn thử. Mua hàng order mà. Có bả màu rồi mình xem. Thôi anh thử qua nhà băng Ali, băng Ali cho xong thử đó, từ loại rẻ tiền nhất cho đến loại cao cấp nhất. Nó sẽ giá sẽ cái chen ở ngoài một chút. Mà anh cho thử luôn có loại mà 2 triệu mấy khoảng cho thử luôn. Chưa mới chạy mà. Giờ hồi sáng mình cứ loay hoay biết mình không có thời gian luôn á. Giờ mình phén người đó.
hơi còn giá, dưới này còn hơi còn giá đó. Nó mua chắc cũng được 2 tuần. Mua rất thì dễ, chạy xa mua cái dừa không có chỗ để chân luôn. Cót lại không có chỗ để chân. Còn thằng như dưới là nó rộng, chân rất được. Chị mua túc ở bên chị luôn rồi. Chứ bên này không bón à. Từ đây về nó chị đâu thấy cái viên mét này đâu. Viên mét chỗ này đám cửa rồi. Viên mét trên đây nè. Lên dưới học ra đây vừa trế nè. Cái đang hôm bữa ở đây chẳng đáng cửa mà chị vô chẳng thấy đáng cửa người ta. Đóng luôn á. Thì hôm bữa chị thấy đáng mấy ngày liên tiếp luôn, chị không thấy mở. Còn đây chẳng giờ rồi. Thế mà xin giờ rồi mà nó không dẹp nó vẫn để bên mát rồi. Mà bữa hôm qua chị về là chị thấy mở hòn ra điện xóm rồi đó. Đường Hoàng Thiên dưới đây cũng có hồng cá nè. Lấy lầu mở cửa vô luôn em. Màu nó quay sướng lắm. Mình to mình sáo luôn mà cũng không có mình thường hay mình mưa rồi. Vừa mát đấy. Thường qua được không ta? Thường nó hơi mát lắm mà. 11 thường là cái cũ của anh Phương á. Quay được không? Cũng không đẹp nữa. Không là càng to là chỉ có cái này thấy quay được không? 12 không quay được.
đón ngoài hết chỗ đây luôn. Đón ngoài hết chỗ đây luôn. Chị Hà làm đấy nè. Người chị Hà chắc làm xong cái người đó rồi. Làm hiện đang quay chị Hà cái người đó. Cô mới quay. Lấy rảnh à? Còn ngay một người. Đủ chưa? 12 phút đó.